hồi nào tới giờ ở xứ sở mình thì chưa có cái nơi nào mà du lịch lý tưởng như ở này. Bởi vậy lần đầu tiên người dân ở vùng quê mà có cái nơi như vậy thì người ta rất là vui vẻ, thoải mái tới đây tham quan. Hôm nay là ngày khai trương thì chị đến đây tham quan thì chị thấy chị là người dân của Lấp Giò, chị rất hãnh diện khi ở quê hương xứ sở của mình có một cái nơi để khách là mọi nơi đến tham quan du lịch.